Chào đón quý vị cùng đến với chuyên mục Sống Khỏe. Chúng ta được khuyến cáo là nên bổ sung sắt để móng tay được chắc khỏe. Thưa quý vị, thịt bò chống gãy xương, thiếu sắt gây ra sự suy giảm về thể chất, giống như là móng tay dễ gãy. Theo một số nghiên cứu cho thấy rằng là phụ nữ thường hay thiếu sắt, vì vậy nên bổ sung sắt vào các bữa ăn hàng ngày để cho móng tay chúng ta được chắc khỏe. Và cũng có một nghiên cứu khác, đó chính là chúng ta nên ăn súp lơ để có thể ngăn ngừa bệnh ung thư vú. Súp lơ thì theo nghiên cứu của trường đại học John Hopkins của Mỹ đã nghiên cứu là trong súp lơ tươi thì có chứa sulforaphane, được xem là có tác dụng rất tốt để phòng chống ung thư. Nó sẽ kích thích giúp cho cơ thể của chúng ta bài tiết ra enzyme có tác dụng chống ung thư vú rất cao. Và một thông tin vui nữa đó là khi mà chúng ta ăn măng tây và nho tím sẽ giảm nguy cơ bệnh tim. Bởi vì trong măng tây giàu axit folic có thể làm giảm axit amin gây ra bệnh tim. Một nghiên cứu khác nữa cho thấy rằng nho tím giàu phenolic có tác dụng chống oxy hóa rất là mạnh mẽ, có thể loại bỏ các gốc tự do gây hại cho tim và bảo vệ cho tim mạch. Và cũng có một thông tin rất là thú vị, đó chính là chúng ta nên ăn sô-cô-la và cá hồi để giúp tăng mật độ xương. Các nhà khoa học ở trường đại học Tennessee của Mỹ cũng đã nghiên cứu là nếu như cơ thể của chúng ta mà bổ sung lượng lớn omega 3 và magie thì sẽ tăng mật độ xương và cải thiện độ chắc khỏe của xương. Và trong sô-cô-la và cá hồi thì rất giàu magie và omega 3. Chính vì vậy, chúng ta nên ăn hai loại thực phẩm này để làm tăng mật độ xương.